Xin chào các bạn. Như vậy là chúng ta đang ở trong những ngày tháng của năm 2019 và chỉ một ít nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm 2020. Thì theo như thông lệ hàng năm thì để chào đón năm mới thì Ủy ban nhân dân của Hà Nội cũng như là các tỉnh thành cả nước sẽ có kế hoạch bắn pháo hoa và địa điểm đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là sân vận động Trung Tâm Mỹ Đình. Hôm nay tôi đang có mặt trước sân vận động Trung Tâm Mỹ Đình và bây giờ chúng ta sẽ quanh một vòng chúng ta và xem là có những cái vị trí nào đẹp để có thể đóng cái màn pháo hoa trực tuyến nhất. Và thật là không may cho tôi là khi hôm nay tác nghiệp thì trời Hà Nội trời trở rét và có một chút bụi, đường khá là mịn. Các bạn có thể thấy Hà Nội rất là rét, nhưng mà như thế mới là mùa đông. Mùa đông mà mùa đông thì ở Hà Nội phải lạnh chứ. Tôi thì rất là thích mùa đông ở Hà Nội. Nếu mà bạn nào mà chưa có cơ hội trải nghiệm mùa đông ở Hà Nội thì hãy đến đây thử xem như thế nào nhé, khá là tuyệt đấy. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình được xây dựng vào năm 2001 để chuẩn bị tổ chức sự kiện SEA Games năm 2003 với sức chứa lên đến 40.000 người, là sân lớn thứ hai ở Việt Nam sau sân vận động Cần Thơ. Hình ảnh các bạn đang thấy đây là từ trước, quang cảnh trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình bên cạnh cột đồng hồ. Các bạn có thể nhận thấy là không gian xung quanh sân vận động khá là thoáng. Các tòa nhà cao tầng thì nằm khá là xa nên là tầm nhìn không bị che khuất. Hiện tại thì hai làn đường dẫn vào sân đang tiến hành sửa chữa. Do vậy nên là cái diện tích phần đường đi lại khá là chật chội. Tôi đang di chuyển về phía bắc. Và kia là tòa nhà Crown Plaza. Đây là một địa điểm cũng khá là lý tưởng để cho các bạn ở khu vực phía bắc có thể đứng nơi quan sát được màn bắn pháo hoa trọn vẹn nhất. Hiện tại thì thời tiết Hà Nội đang là mưa phùn nên đường tương đối bẩn. Vâng, đây là vòng xuyến. Do sân vận động quốc gia Mỹ Đình là địa điểm bắn pháo hoa tầm cao nên với cái vị trí ở vòng xuyến này cách sân khoảng tầm 500m thì chúng ta cũng có thể quan sát được tất cả các hoạt động của màn bắn pháo hoa này. Vâng, và chúng ta đang tiến gần tới tổ hợp huấn luyện của các vận động viên cấp cao ở Việt Nam. Trong đây thì có tổ hợp rất là nhiều các khu vực huấn luyện của các môn bơi lội, vũ su kiểu. Các bạn có thể quan sát thấy rằng là cái phần đường bị lấn chiếm để sửa chữa gần hết con đường rồi và các phương tiện phải di chuyển lên vỉa hè mới có thể lưu thông được. Thế nên lời khuyên của tôi đưa ra cho các bạn khi mà có ý định quan sát bắn pháo hoa tại khu vực này đó là tốt nhất là chúng ta gửi xe ở xa, không nên đi vào đây, tại vì với cái phần không gian mà bị lấn chiếm bởi thi công như này thì chúng ta rất là khó để di chuyển vào. Và đây là ngã tư sao giữa
phần đường Mễ Trì và phần đường Lê Đức Thọ. Đây cũng là một cái phần không gian rất là rộng để mà chúng ta có thể đứng từ đây chúng ta quan sát được bắn pháo hoa. Đây là phía bắc, phía nam. Phần kia là hai tòa tháp đôi ở bên cạnh tòa Kiêng Nam. Và từ vị trí này thì chúng ta cũng có thể quan sát thấy sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở bên kia. Đây, tôi đang tiến hành phóng lại gần sân vận động quốc gia. Từ vị trí này thì cách sân vận động quốc gia của chúng ta cũng khoảng tầm 500m. Một vị trí mà tôi nghĩ là tại đây thì các bạn cũng có thể tiến hành ngắm được, đó là cầu vượt bắc qua đại lộ Thăng Long gần khu vực đánh golf. Như tôi đã nói thì ở sân vận động của Mỹ Đình thì hiện tại đang nằm ở cái khu vực không gian khá là rộng, không bị che khuất bởi quá nhiều cây xanh cũng như các tòa cao ốc, cho nên là dọc theo cái đại lộ Thăng Long thì chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được màn bắn pháo hoa tầm cao ở đây. Tuy nhiên các bạn lưu ý là khi mà đứng quan sát bắn pháo hoa ở trên cầu này thì cũng khá là nguy hiểm, tại vì cái mật độ giao thông, các phương tiện giao thông di chuyển qua cầu tương đối là đông đúc, và chúng ta xác định rằng là tại cái thời điểm bắn pháo hoa thì cũng có rất là nhiều anh chị em sẽ tới đây, thế nên là việc đứng ở đây quan sát thì cũng khá là nguy hiểm, thế nên chúng ta hãy cân nhắc tại vị trí này nhé. Vị trí này thì check về phía tây nam so với sân vận động quốc gia. Vâng, và bên dưới là đại lộ Thăng Long. Cái hướng này là hướng di chuyển về trung tâm thành phố Hà Nội. Và hướng đối diện nó là đi lên khu vực Láng Hòa Nạc, nơi mà đặt trung tâm công nghệ cao. Hình ảnh các bạn đang thấy, tôi đang di chuyển đến dọc đại lộ Thăng Long. Như tôi đã nhắc ở phần trước thì chúng ta cũng có thể đứng ở dọc đại lộ Thăng Long để chúng ta quan sát được màn bắn pháo hoa tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và dọc theo cái trục đường đại lộ Thăng Long thì hiện tại hai bên đường cũng có rất là nhiều khu đô thị rồi khu chung cư mọc lên, đơn cử như là Vinhome, Smart Home. Thì đây là những cái vị trí mà khá là thuận tiện cho việc an cư lạc nghiệp. Nó không quá xa so với trung tâm thành phố Hà Nội. Vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu cùng di chuyển đến địa điểm thứ hai mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay. Đó là một công viên nằm ở phía nam của Hà Nội. Công viên này thì có diện tích khá lớn. Đây là một trong những công viên hiếm hoi hiện đang có ở Hà Nội, nơi mà được coi là khu đô thị có mật độ dân số khá là lớn, đất chật người đông.
thì những công viên như thế này thì là một cái nơi mà để cho người dân có thể mà tập thể dục cũng như là giải trí cuối tuần. Chúng ta có thể tiến hành gửi xe ở đây. Theo như lời hướng dẫn của cô bảo vệ thì mỗi năm địa điểm bắn pháo hoa tại trung tại công viên Thống Nhất sẽ là một cái bán đảo nổi ở giữa hồ. Và khu vực tôi đang đứng đây là một cái bãi dừa đối diện với này cái khu vực đó. Đối với tôi thì tôi thấy rằng đây là một cái vị trí khá là đẹp. Khác với sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì công viên Thống Nhất thì có khá là nhiều cây, thế nên tầm nhìn sẽ bị hạn chế hơn. Tuy nhiên rằng nếu mà chúng ta đứng ở bên trong của công viên thì cũng khá là đẹp đấy. Và chúng ta có thể nhìn thấy một cái biển kia là cấm câu cá. Tuy nhiên thì tôi cũng không hiểu là hai người đàn ông kia đang làm gì với những cái cần câu kia vậy. Từ khu vực này chúng ta có thể quan sát có khá là nhiều tòa nhà cao tầng kia. Thế nên nếu mà những bạn nào mà hiện tại đang sống ở những cái tòa cao ốc như vậy thì chúng ta cũng có thể ở nhà để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa mãn nhãn này. Kia là cột tháp truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam. Và nhắc đến công viên thì chúng ta không thể nhắc tới cây xanh rồi. Có rất là nhiều cây xanh và nhiều chủng loại cây. Đây là trong công viên Thống Nhất thì có một hệ thống đường ray tàu với các điểm gợi ra là những cái biểu tượng của các tỉnh thành trên khắp cả nước. Vâng, kia là tháp rùa, nơi mà trước đây vua Lê Lợi đã hoàn gươm lại cho rùa vàng thần Kim Quy. Thì Hồ Gươm vẫn luôn là một cái địa điểm mà thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước, là một cái biểu tượng của thủ đô. Quanh hồ thì có rất là nhiều hệ thống cây xanh nhiều năm tuổi. Và chúng ta sẽ không khó khăn trong việc bắt gặp những cái cụ già ngồi thảnh thơi suy nghĩ về sự đời, tâm sự. Và đây là một cụ gạo, tôi phải gọi bằng cụ tại vì tuổi của cây chắc là cũng tầm tính bằng 100 năm. Và trong quá trình tác nghiệp thì có rất là nhiều bạn nữ xinh đẹp. Vâng, và đây là một món đồ chơi với con nít.
vẽ tranh truyền thần cũng là một trong những cái hoạt động rất là náo nhiệt ở quanh bờ hồ. Và chúng ta đang ngắm lại một số những cái biểu tượng của các địa danh quanh khu vực thành ở Hà Nội. Vâng, và đây là bưu điện Hà Nội. Và nếu đến Hồ Gươm mà chúng ta không ăn kem Tràng Tiền thì thật là một điều đáng tiếc. Đối diện kem Tràng Tiền thì là phải kể đến rạp Công Nhân, nơi mà diễn ra các vở kịch của nhà hát Hà Nội. Thì bên cạnh những cái biểu tượng mang tính cổ xưa thì cũng có rất là nhiều khu vực hiện đại như Tràng Tiền Plaza, trung tâm thương mại Tràng Tiền bây giờ được trang hoàng rất là lộng lẫy, và có rất là nhiều du khách trong nước cũng như nước ngoài đến đây vào mỗi dịp cuối tuần. Và nơi đây bây giờ trở thành phố đi bộ vào mỗi dịp cuối tuần, có rất là nhiều cô chị bán đồ ăn vặt tại đây và nhiều hoạt động cộng đồng, có rất là nhiều nhóm nhạc, nhóm nhảy đến biểu diễn, và không ít tiết mục đã trở thành hot trend và nổi tiếng sau những màn biểu diễn tại nơi đây. Vâng, và tôi bắt đầu di chuyển đến vị trí mà chúng ta có thể quan sát được cái mặt bằng pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm. Vâng, và đây là nhà hát lớn Hà Nội. Thì với cái địa điểm bắn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm thì tầm nhìn được bị che khuất hơn bởi có rất là nhiều cây xanh và tòa nhà cao ốc ở quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Do vậy khi mà các bạn quyết định rằng là xem bắn pháo hoa ở đây thì lưu ý là chọn cái khu vực là tránh tán cây ra. Do Hồ Hoàn Kiếm cũng là một địa điểm bắn pháo hoa tầm cao nên nếu mà chúng ta không có cơ hội hoặc là các bạn không thích tụ tập ở những nơi đông người thì chúng ta có thể tiến hành quan sát màn bắn pháo hoa từ xa. Và cái vị trí mà chúng ta có thể quan sát màn bắn pháo hoa từ xa này là dọc cái trục đường đi Trần Khánh Dư. Bên trái màn hình các bạn đó là bảo tàng lịch sử Việt Nam. Và tôi đang di chuyển trên cái trục đường D Trần Khánh Dư. Tại vị trí này thì cũng có rất là nhiều tòa cao ốc. Vì vậy làm việc quan sát của chúng ta cũng gặp khó khăn hơn. Hiện phải các bạn là đường con đường gốm sứ dài nhất ở Việt Nam đã được xác lập về kỷ lục Guinness trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội vào năm 2010. Vâng, và tôi đang có mặt tại cái vòng xuyến đối diện cầu Trương Dương, một trong những con cầu nối giữa hai bờ
của thủ đô, bắc qua con sông Hồng. Đây cũng là một cái vị trí khá là lý tưởng để chúng ta có thể tận tình quan sát từ cái màn bắn pháo hoa. Và ngay trước mặt các bạn đây là hình ảnh hết sức quen thuộc của cây cầu Long Biên. Một cây cầu đã chứng kiến rất là nhiều cái giai đoạn lịch sử của Hà Nội. Vị trí này là đường Yên Phụ. Tôi đang di chuyển sang đường Thanh Niên, con đường mà chắn ngăn cách giữa Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây. Đây là một nút giao thông khá phức tạp với rất là nhiều hướng đi. Từ khi mà có cái cây cầu vượt bắc qua đây thì cũng giải quyết được cái tình trạng ùn tắc cục bộ tại nơi đây. Và đường bắt đầu tắc rồi. Tắc đường là một trong những cái đặc sản tại những cái khu đô thị, thành phố lớn ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Vào những khung giờ cao điểm thì người người ra đường, nhà nhà ra đường. Và khi mà hệ thống giao thông chưa đáp ứng được cái nhu cầu đi lại thì việc tắc đường là điều không thể tránh khỏi. Tôi đang hướng về phía cầu Thăng Long. Hiện tại con đường D này cũng đã được mở rộng, trước đây chỉ có hai làn đường thôi. Vâng, các bạn có thể quan sát thấy chiều đối diện đang tắc kéo dài. Vâng, và nguyên nhân gây tắc đường, đây một đồng chí vì muốn đi trước mà chen ngang như vậy rất là nguy hiểm, không những cho bản thân người tham gia giao thông mà cũng gây tắc. Ngay trước mặt các bạn đó là hướng đi lên cầu Nhật Tân, một trong những con cầu hiện đại và được đánh giá là đẹp nhất ở thủ đô. Và buổi tối thì hệ thống đèn cao áp rồi đèn ánh sáng khá là đẹp, một trong những cái nơi mà check-in ý tưởng cho các bạn trẻ không thể bỏ qua. Và bây giờ tôi bắt đầu di chuyển vào cái trục đường Lạc Long Quân. Ở giữa dải phân cách có rất là nhiều hoa đào và chỉ ít ngày nữa thôi thì đào nở, thì đây là một con đường rất tuyệt đẹp. Thật là may khi mà di chuyển tới cái điểm này thì trời đã khô ráo. Thank you.
Vâng, và đây là ngã tư, ngã tư đường Lạc Long Quân. Đây là công viên Lạc Long Quân, nằm trên địa phận Hồ Tây. Vâng, và địa điểm thứ tư cũng là địa điểm cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay, đó chính là công viên Lạc Long Quân. Hồ Tây là một trong những cái hệ, một những trong những cái hồ lớn nhất tại Hà Nội, nơi mà điều tiết nước vào mỗi mùa mưa. Hiện tại thì nước tại Hồ Tây cũng tương đối ô nhiễm, và vừa rồi thì chúng ta có thể đọc được thông tin rằng là một cái tổ chức của Nhật thì đang tiến hành thử nghiệm về việc xử lý ô nhiễm tại Hồ Tây bằng cái công nghệ xử lý nước thải nano. Vâng, với biểu tượng là cặp lồng bay lên giống như cái tên của thủ đô Hà Nội trước đây, Thăng Long. Thì đây cũng là một cái vị trí mà được Hà Nội chọn làm địa điểm bắn pháo hoa vào mỗi dịp Tết đến. Thì với cái vị trí này thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát được ở hai bên hồ trong bán kính tầm 2 km. Vâng, và xin được cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng với tôi trong cái buổi review các địa điểm bắn pháo hoa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.